tiền 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 tám tỷ người dùng nó hàng ngày như vậy nhưng thiệt sự bao nhiêu người thiệt sự thiệt sự hiểu biết đồng tiền là gì thì để bắt đầu cái ngày hôm nay đây là cái video đầu tiên mình sẽ đi lại một chút lịch sử tiền là gì những cái gì mình kể cho bạn mình sẽ kể nó rất là ngắn gọn cho những người nào tìm hiểu sâu hơn muốn tìm hiểu sâu hơn thì nên đọc cái cuốn sách Bitcoin Standard trong lịch sử của loài người nó có rất là nhiều giai đoạn và mình sẽ kể cho bạn một câu chuyện rồi sau đó là mình sẽ nói về những giai đoạn những cái vùng nó dùng cái thứ gì là đồng tiền của họ. Thì mình sẽ nói về Rai, R-A-I, Rai, Rai, Stone. Okay. Nó là những mảnh đá lớn, vòng tròn, cũng giống như là những cái bánh donut vậy đó, nó có cái lỗ trên giữa. Okay. Cũng giống như một cái cái okay, gọi là một cái, cái bánh xe đây là những hòn đá khổng lồ. Và những hòn đá này được ví ví cũng giống như là tiền, cũng giống như là vàng. Bao nhiêu bao nhiêu trăm năm bao nhiêu trăm năm lịch sử của họ. Những hòn đá này là tiền của họ như là ngàn năm hay sao đó. Ok chứ không phải là trăm năm thì cái hòn đảo này tất cả những người họ những người sống trên một cái hòn đảo này ví hòn đá hòn đá là tài sản là tiền tại sao ok thì trên cái hòn đảo này người ta không tìm ra được những hòn đá và có một cái 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 vùng kế bên. để gọi là một cái thành phố hay là một cái nước kế bên. Mình quên và nó mất. Thì người ta có thể tìm ra được những hòn đảo này, uh, những những hòn đá này. Nhưng có một cái là tốn rất là nhiều sức lực và công lao để làm uh, gọi là khắc, khắc tìm và khắc những hòn đá này lấy từ lòng đất rất là khó nghe rất là khó à, tất cả mọi thứ người ta phải làm bằng tay người ta phải vận chuyển bằng con người nhiều lúc như vậy lúc vận chuyển những hòn đá này người ta phải cần tới cả cả trăm người mới vận chuyển được bởi vì cái nặng nề của nó Thì hòn đảo này biết về hòn đá cái sự hiếm hoi của nó cái sự khó khăn để tìm được nó Cái sự nặng nề của nó Và nguyên cái hòn đảo này đó Ai cũng muốn nó Ai cũng muốn nó hết Và bởi vì ai cũng muốn Những cái hòn đá này Bởi vì cái sự hiếm hoi của nó Khó làm ra Vân 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 Thì nguyên cái hòn đảo Và cái hòn đảo này gọi là YAP uh, yep. Thì sau một thời gian như vậy cái hòn đảo này muốn những hòn đá này những hòn đá này thì tự nhiên những hòn đá này trở thành là cái tài sản là có thể ví dụ là vàng đồng tiền ngay bây giờ cũng giống vậy không khác gì thì những cái người mà giàu có vật chất thì người ta đem những cái thứ của người ta có người ta đem ngay người ta đem những cái mảnh đất vân 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 những cái tài sản của họ để đổi lấy những hòn đá này. Và những hòn đá này phải được vận chuyển từ một cái nước kế bên. Người ta phải dùng cả trăm trăm người bỏ lên cái thuyền lớn như vậy và vận chuyển nó tới cái hòn đảo này. Và có một cái hay là lúc mà người ta vận chuyển xong tới được hòn đảo thì người ta cũng phải dùng cả trăm 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 người như vậy để bưng những hòn đảo này. Và thường thường á Thì để bưng như vậy không phải là đem thẳng tới Người ta không đem thẳng tới cái người mà mua những hòn đá này Mà người ta chỉ để trên một cái gọi là một cái góc cạnh nào thôi Gần bờ biển Và cái người mua hòn đá này đó Sẽ đứng ra công khai tuyên bố Đây là tài sản của tôi Đây là tài sản của tôi Thì người ta công khai tuyên bố như vậy Thì người ta có thể dùng cái tài sản này Dùng cái hòn đá này tôi là người sở hữu cái hòn đá này và bởi vì vậy tôi có thể dùng cái hòn đá này để mua sắm những cái thứ trong cái hòn hòn đảo này tôi có thể mua đất tôi có thể mua vân 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 và vân vân trong cái hòn đảo dùng cái hòn đá lớn này cũng giống như là cho so thánh nó cũng giống như là một cái cục vàng đi cục vàng cái okay. thì người ta dùng cái hòn đá này cũng giống như vàng bao nhiêu trăm năm bao nhiêu trăm năm như vậy bao nhiêu trăm năm như vậy và cuộc sống của những người trong hòn đảo này rất là thoải mái đúng không thoải mái cái gọi là an bình an bình tình cờ một thời gian trôi đi tình cờ có một người đi một người ở một miền khác bên châu âu đi tới cái hòn đảo này. Ok. Và ông ta là một người người giao lưu, người ta gọi là ông gia uh, lấy mặt hàng này bán cho chỗ kia vân 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 một người buôn bán. Ok. Thì ông ta va chạm được tới hòn đảo này. Và ông ta thấy ở trên cái hòn đảo này nó có rất nhiều rất nhiều và rất nhiều rất nhiều dừa, rất nhiều dừa. Và ở trong nước của ông ta thì người ta rất là cần dừa rất là cần dừa để người ta làm ra dầu dừa thì vừa rồi là ông ta tìm ra được một cái nguồn để cung cấp nha cung cấp dầu dừa cho những người cung cấp cho những người sản xuất dầu dừa thì um ông ta lúc đó là ông co um, bởi vì ông ta ở một cái vùng khác và một cái vùng khác như vậy á cái tài sản mà người ta dùng như đồng tiền thì nó khác giống như cây cái, cái hòn đảo này nha cái tài sản mà cái vùng mà ông dùng nó không có giá trị trên cái hòn đảo này thì bởi vì ông ông lấy ra ông sử dụng ông nói ok đây là tài sản của 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 nước tôi và bây giờ tôi muốn đưa cái tài sản này cho bạn để tôi lấy những trái dừa này nghe để để bạn bán cho tôi những giấy dừa thì nguyên cái hòn đảo dép này người ta nói không 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 đây không phải là tài sản trên hòn đảo này và tôi chúng tôi sẽ không chấp nhận chấp nhận và chấp nhận không chấp nhận thì cái ông này gọi là không mua được dừa ông không biết làm sao, ông biết là ông sẽ trở thành những người giàu có rất là giàu có nếu ông mua được những cái dừa này và vận chuyển những cái dừa này tới nước ông để bán nó, thì ông gãi đầu như vậy một hồi, ngồi ông gãi đầu với mình đang gãi đầu đúng không? Ông gãi đầu một hồi xong, ông không bỏ cuộc, ông nói ông quyết định là sao ông không bỏ cuộc? thì ông không bỏ cuộc như vậy, ông tìm cái nguồn gốc là trên cái hòn đảo này tiền là gì? cái gì được so sánh là tiền? thì ông tìm hiểu ra là những hòn đá, những hòn đá, đỏ hòn đá uh, rial, uh, rial stone, rial, uh, rial stone uh, những hòn đá này là là tài sản, là vàng trên hòn đảo này. và ông tìm cái nguồn gốc, ông biết là cái nguồn gốc là ở đâu để lấy được những hòn đảo này, làm ra được những hòn đá này và ông biết ông học hết luôn làm ra được những hòn đá này á nó tốn rất là nhiều công lao và nó tốn rất là nhiều cái công của con người để vận chuyển rất là nhiều thì ông gãi đầu đến nỗi và ông tìm ra được cái cái sự giải quyết là ông tìm ra là ông phải đi tới hồng kông hồng kông hồng kông trung quốc để ông tìm những cái công nghệ và không như vậy nữa ông tìm ông tìm pháo nổ, pháo nổ, nghe gọi là bột nổ. Ông tìm được những cái, ông tới đi tới Hồng Kông để ông tìm được những bột nổ, những cái công cụ. Và hồi đó người ta vận chuyển như vậy là bằng thuyền, nghe từ một hòn đảo đi tới Hồng Kông để mua những cái pháo nổ này, những cái công cụ và quay lại cái nước mà có người ta tìm ra được những cái hòn đá này và ông mướn nhân công ok ông ông làm nổ tung núi này núi nọ lòng đất này lòng nước nọ và ông lấy được những cái hòn đá này những cái thứ mà trên hòn đảo này gọi là tiền là tài sản thì ông ông lấy được những hòn đá này đúng không ông ông dùng pháo nổ nổ tung hòn núi này hòn núi nọ dùng công lao đúng không à, những công cụ mới để đào ra được những hòn đá này xong đó ông phải xây dựng những cái thuyền lớn <laughs> xin lỗi bạn. ông xây dựng những cái thuyền lớn để chất hòn những hòn đá này để vận chuyển tới cái cái hòn đảo thì ông vận chuyển tới như vậy thì thì vận chuyển tới hòn đảo thì sẽ mua được những cái cái thứ ông muốn là dừa thì ông sẽ trở thành người giàu thiệt là giàu, đúng không? trong cái thời cái thời đại của ông, thì chắc chắn là vậy trong cái đầu ông suy nghĩ, nhưng tới cái hoàng đảo, tới lại cái hoàng đảo, thì cái người quản lý cái hoàng đảo đứng ra cấm 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 tất cả những người trong hoàng đảo đó làm ăn với cái người bên ngoài và đem tài sản của họ đem đi bán đi để lấy những hòn đá này. Và cái người quản lý cái hòn đảo đó nói tại sao cái lý do là không cho phép. Nói ông nói rằng cái mà có giá trị hòn đá mà có giá trị thì nó phải tốn mồ hôi sức lực để làm ra nó nó phải hiếm 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 để tìm được nó thì nó mới có giá trị. Nó phải hiếm nhớ nè bạn nhớ cái từ này bởi vì mình sẽ kết nối với cái cuối cái câu chuyện. Nó phải hiếm thì nó mới có giá trị. Còn ngay bây giờ uh, nó có pháo nổ nó có công cụ để tìm ra một cách quá dễ thì bởi vì vậy những hòn đá này những hòn đá của cái ông cái ông bên ngoài đi vô hòn đảo này không có giá trị và cấm những người trong hòn đảo này giao dịch với, với ông thì riêng cái ông chủ hòn đảo có thể nói là bao nhiêu trăm năm vừa rồi có một cái suy nghĩ, có một cái tính toán mà giỏi hơn tất cả những người làm về kinh tế đang giúp đỡ nước Mỹ về phát triển đẩy mạnh đồng tiền đô la gọi là làm về gọi là kinh tế đúng không? Có thể nói cái ông quản lý cái cái hòn đảo này khôn hơn Cả triệu người trên thế giới này. Về mặt. Đồng tiền. Tại sao? Okay. Thì. Ông đem những hòn đá này tới đây. Cái ông quản lý hòn đảo không chấp nhận. Cho ông dùng những hòn đá này để ông lấy được những gì ông muốn. Nhưng trong một thời gian trôi đi như vậy. Tình gọi là gọi là bắt đầu đúng không bắt đầu trong một thời gian trôi đi như vậy thì rõ ràng là trong cái thời điểm đó đúng không ổng cái người mà vừa rồi đã tốn biết bao nhiêu công lao đi qua bên hồng kông rồi mua mua những cái pháo nổ đúng không những công cụ về đào ok ở một cái vùng đất khác vận chuyển ok xây dựng những cái thuyền lớn đem tới đem tới ok tốn bao nhiêu công lao gọi là cả bao nhiêu của luôn rồi và nếu mà ông không mua được những cái cái dừa này thì ông phá sản thôi nhưng vẫn vậy ông không bỏ cuộc ông không bỏ cuộc ông cứ tiếp tục cố gắng thay đổi cái tư duy của cái cái người lãnh đạo cái đạo thì để ngắn gọn cái câu chuyện cái người lãnh đạo không thay đổi cái suy nghĩ là và cái lý do là bởi vì tất cả những thứ mày làm ra, những hòn đá mày làm ra đó, nó không tốn công lao, nó không có hiếm nữa rồi, bởi vì bởi vì nó không có giá trị, và cấm 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 như vậy, okay, suy nghĩ của ông ta không thay đổi, còn ông này thì không bỏ cuộc, và bên cờ như vậy một ngày một ngày mới xảy ra, thì có những cái người ở trên hòn đảo đó đi sâu lân cái người quản lý hòn đảo để bán và cung cấp dừa, một người làm, hai người làm, năm người làm, mười người làm như vậy, hai chục, năm chục, một trăm, một trăm người đi sâu lân người quản lý hòn đảo và trao đổi dừa của họ để lấy những hòn đá này. Và một thời gian như vậy xảy ra Và người quản lý hòn đảo không cấm được Không cấm được Không cấm được Thì trong một thời gian cho đi như vậy Bao nhiêu hòn đá Được vận chuyển Được đào từ lòng đất Một cách dễ dàng Bao nhiêu, bao nhiêu, bao, bao, bao nhiêu hòn đá như vậy Được vận chuyển tới cái hòn đảo này và một trong một thời gian trôi đi, cái giá trị của những hòn đá này rất cũng giống như một cái bong và gọi là sau một thời gian thì những hòn đá này không có một giá trị gì nữa, không có một giá trị gì nữa và những cái người mà người ta đem tài sản của họ đúng không đất dừa, vâng 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 đi đổi lấy những hòn đá này thì người ta mất trắng gọi là bây giờ những hòn đá này bởi vì nó có quá nhiều đi những hòn đá này không còn một giá trị gì nữa và trước đây người ta phải đã bán mảnh đất này mảnh đất kia người ta bán bao nhiêu triệu cái trái dừa bao nhiêu tỷ trái dừa cho cái ông này <laughs> thì một thời gian như vậy những hòn đá này không còn một giá trị gì nữa nhưng mà nó chỉ dùng À, đến ngay bây giờ luôn Bạn có thể thấy được những hòn đá này Thì những hòn đá này chỉ là những cái thứ mà để trưng bày thôi Thì nó là vậy Ok để Tại sao nó quan trọng Với cái câu chuyện ngay bây giờ Với cái đồng tiền ngay bây giờ trên toàn cầu Nó quan trọng bởi vì Nó nói lên cái câu chuyện đó. Cái thứ gì mà hiếm Khó khăn để tìm được thì cái thứ đó nó mới có giá trị Còn cái thứ gì Mà nó quá dễ dàng để tìm được Dễ dàng để tìm được Thì nó không có giá trị Cái thứ gì mà nó tốn mồ hôi sức lực Để làm ra được nó ra nó Thì nó mới có giá trị Còn cái thứ gì mà quá dễ để tìm được Thì không có giá trị Ok Thì cái câu chuyện là Lúc mà nó hiếm Nó có giá trị nguyên cái hòn đảo này sử dụng nó cũng giống như một tài sản của ví như một cục vàng bao nhiêu chục năm bao nhiêu trăm năm cho đi như vậy hòn đảo người ta sống một cách yên bình và tình cờ đây là quá nhiều số lượng đá được đẩy vô và như vậy trong một thời gian dài như vậy nó sập ok giá trị đã mất mất trắng thì cái thứ đó trong lịch sử loài người nó có bao nhiêu như vậy bao nhiêu cái cái vùng đất nó sử dụng cái công cụ là tài sản khác nhau là tiền khác nhau là vàng những cái thứ giá trị khác nhau cũng giống như ở bên châu châu a châu châu phi thì người ta dùng cái hạt này hạt nọ là vàng cũng giống như những hòn đá ok và có những cái vùng người ta dùng muối muối nha muối ăn á cũng giống như là cũng giống như là vàng cũng giống như những hòn đá rồi sau đó là mình có gì mình có mình có vàng và bạc cũng giống như là cũng giống như là tiền đúng không tài sản ok bạn có đồng này đồng nọ vàng ok đồng này đồng nọ thì bạn có thể đổi lấy được cái này cái nọ ok cũng giống như là bạn có những hòn đá lớn này thì bạn có thể mua được một mảnh đất bằng vân 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 trước đây thì tất cả những cái thứ này trước đây những cái vùng trên thế giới châu phi châu âu vân vân và vân vân trong trái đất của mình đã sử dụng và lúc nó hiếm nghe cũng giống như là cũng giống như là gì nè cũng giống như là muối lúc nó hiếm thì nó là vàng muối so sánh cũng giống như vàng bao nhiêu trăm năm bao nhiêu ngàn năm như vậy được so sánh bằng vàng nhưng sau đó công nghệ được phát triển máy móc được tạo ra đúng không à, nhất là cái thời mà gọi là gọi là gì nữa Uh, gì nè industrial revolution dầu mỏ được tạo ra máy móc được tạo ra và dễ đào ra được cái này cái nọ dễ đào ra được uh, uh, dễ đào ra được uh, muối qua hệ thống máy tất cả mọi thứ thì lúc đó muối được sạch cái giá trị không còn nữa lúc mà nó rất là khó để tìm ra thì nó có giá trị mà lúc mà nó quá dễ đi người ta dùng công cụ con người dùng công cụ trên thế giới dừng máy móc mới để làm nó ra quá dễ dàng thì sau đó nó mất giá trị thì cái câu chuyện mà cái uh, gọi là cái gì nào những hòn đá này mất giá trị nó cũng giống vậy bởi vì các ông đó ông dùng công cụ để đào nó ra quá dễ dàng đúng không thì nó mất giá trị cũng giống như hạt này hạt nọ ở bên châu phi đúng không cũng là những người châu âu ok những người châu những người châu Phi mất bao nhiêu của, bao nhiêu tài sản bao nhiêu gọi là những thứ hiếm. Những người châu Âu lấy được những cái hạt này rất là dễ dàng ở bên châu Âu, vận chuyển nó qua bên châu Phi và mua hết tất cả dùng những cái hạt này để mua mảnh đất này mảnh đất kia. Ok, uh, những tài sản hiếm, ok, mua hết, là, mua hết vàng, mua hết bạc, mua mỏ này mỏ nọ. Dùng một cái hạt để đổi lấy những cái vật chất như vậy. Bởi vì cái hạt là cái rất là hiếm ở bên châu Phi. Không, rất là khó để tìm được nó. Thì cái vấn đề là những hòn đá này, những cái hạt ở bên châu Phi, và muối vàng bạc. Đó là trong những những thứ, chỉ không phải là hết mà những thứ. Trong trái đất này, trong một cái vùng này ở trái đất trong trái đất đã sử dụng nó bao nhiêu chục năm bao nhiêu trăm năm như vậy so sánh nó cũng giống như tài sản nhưng mà lúc mà công nghệ được phát triển số lượng được tìm ra quá dễ dàng và bỏ vô hệ thống tìm ra quá dễ dàng và bỏ vô hệ thống thì cái giá trị của tất cả những thứ đó rớt và mất giá rớt và mất giá và biến luôn không còn một giá trị gì nữa Thì nó nói lên câu chuyện Bất cứ một lúc nào Mà một cái thứ gì được đẩy vô hệ thống quá nhiều Quá dễ dàng để đẩy vô hệ thống Thì nó sẽ mất giá trị Thì vừa rồi như vậy Cho những người đã không biết Bao nhiêu chục năm vừa rồi cái đồng tiền đô la là cái thứ có giá trị lớn nhất thế giới. Bạn có thể sử dụng cái đồng đô la, bạn nếu bạn có đồng đô la bạn có thể đi được hết thế giới và sử dụng nó. Và đổi ra cái đồng tiền tệ của cái nước đó cũng giống như Việt Nam mình đang được sử dụng. Bạn có thể đem tiền đô la về đây xài. Hay là bạn có thể đem được tiền châu Âu về đây xài. Đúng không? Và rất là thoải mái bởi vì đổi ra tiền Việt Nam thì rất là, là nhiều. Đúng không? 100 đô đổi ra được tới 2 triệu rưỡi tiền Việt Nam lận 2 triệu rưỡi tiền Việt Nam lận Nhưng chuyện gì vừa rồi xảy ra? Những cái năm vừa rồi thôi Con số là nó đẩy đâu được 40% thêm đồng tiền đô la Với hệ thống Cho là một ví dụ là trước đây nó chỉ có 6 tờ thôi 6 tờ tiền thôi 6 tờ tiền Từ vừa rồi nó đẩy thêm 4 tờ tiền Vô nữa trong cái hệ thống những cái năm vừa rồi thôi. Và bởi vì vậy, cái số lượng nó đẩy vô quá nhiều như vậy, thì cái định mệnh của nó, cái định mệnh của nó cũng giống như những hòn đá trước đây trên hòn đảo, giáp cũng giống như muối, cũng giống như những cái hạt này hạt nọ ở Châu Phi. thì nó là vậy, thì nó là vậy, thì nó nói lên cái câu chuyện là tương lai tới đây và nó đang xảy ra ngay bây giờ là đồng tiền đô la sẽ mất giá trị và không ai muốn nó nữa cũng giống như không ai muốn uh, trao đổi tài sản của mình với hòn đá cũng không ai muốn trao đổi cái tài sản của mình với những cái cái hạt này hạt nọ ở châu phi trước đây và cái chuyện đó nó đang xảy ra trên thế giới này tất cả kho bạc vừa rồi trên thế giới là giảm 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 nắm giữ đồng tiền đô la và nó nói lên cái câu chuyện là họ không muốn tiền đô la nữa rồi bởi vì đồng tiền đô la không có hiếm nữa rồi. Bởi vì vừa rồi nước Mỹ bơm vô 40% vô trong hệ thống. Bởi vì vậy nó không hiếm nữa rồi. Và cái thứ gì mà nó không hiếm nữa rồi thì không ai muốn nó. Và không ai muốn nó thì nó sẽ mất giá trị. Tất cả kho bạc đã giảm. Tất cả những cái nước dầu mỏ không nhận đồng tiền đô la nữa rồi những cái đồng tiền mới người ta nhận là đồng tiền Trung Quốc. Và chắc chắn tới đây là người ta sẽ dùng đồng tiền của của BRIC, của nhóm BRIC. Nó đang nó đang thiết kế cái đồng tiền của BRIC nghe cái nhóm BRIC á thì có thể là chống lưng bằng vàng. Cũng giống như có thể đồng tiền Trung Quốc sẽ chống lưng bằng vàng. Nó phải cần sự chống lưng thì nó mới có giá trị. Bao nhiêu chục năm vừa rồi, tất cả những đồng tiền tệ trên toàn cầu nó không có một sự chống lưng. Nó chống lưng bằng mật in, giấy và máy in. In từ không khí ra đó. Bởi vậy nó không còn giá trị nữa Và nguyên trái đất vừa rồi làm Người ta chỉ có in và rải Bởi vì vậy có những cái nước Đồng tiền của họ mất giá 100%, 70%, 2-300%, vài ngàn phần trăm Là một chuyện bình thường Thì nó nói lên cái câu chuyện Lúc mà nó không khó hiếm nữa rồi Thì nó sẽ mất giá trị và lúc nó mất giá trị như vậy Thì không ai muốn nó Bởi vì vậy Những cái nước khôn Nó trên thế giới ngay bây giờ người ta đang tính toán Là người ta biết những con kiến này Bạn, mình Sẽ hiểu ra được cái câu chuyện Tiền là gì Và bởi vì vậy Người ta đang sắp xếp để đổi lại Người ta quay lại cái chế độ cũ Là phải dùng vàng để chống lưng cái đồng tiền của họ Có thể trong tương lai tới đây là đồng tiền tệ hay là đồng tiền điện tử xác suất là đồng tiền tiền điện tử chống lưng bằng vàng nhóm brick sẽ tạo ra Và vừa rồi như vậy mình quên cái tên có một cái nước châu phi như vậy vừa rồi là người ta công khai tuyên bố là cái đồng tiền tệ của họ ngay bây giờ vừa rồi là bắt đầu Chống lân bằng vàng có bao nhiêu vàng trong cái kho thì được in bao nhiêu đồng tiền tệ bằng với cái giá trị ở ngoài thị trường nếu đầu một cục vàng một tấn vàng như vậy nó có giá trị là cho nó ví dụ là uh, bao nhiêu đồng tiền tệ ở ngoài xã hội dựa theo cái giá của thị trường thì người ta chỉ in được như vậy thôi chứ người ta không in thêm được một nước châu phi đã quay lại cuộc chơi chống lòng chống lưng cái đồng tiền tệ của họ bằng vàng và nhớ cái câu chuyện là mình muốn kết nối nó với một cái thứ này để cho nó thấm nhớ những cái thứ này á rye rye stone hạt này hạt nọ của châu phi muối bạc lúc khất rất là khó tìm bạc và vàng những cái thứ này người được so sánh là tài sản tiền tiền bao nhiêu ngàn năm vừa rồi bởi vì nó rất là khó để tìm nó nhưng lúc mà quá dễ để tìm nó nó không có tốn mồ hôi sức lực để nhiều để tìm nó xin lỗi bạn thì nó sẽ mất giá trị mất giá trị hiếm 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 cái sự hiếm nó đi ngang 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 với cái sự giá trị nếu nó hiếm thì nó có giá trị chị cũng giống như kim cương nó hiếm thì bởi vậy nó mới có giá trị nhưng mà thiệt ra nó có một cái công ty kim cương nó có, nó đã tìm ra bao nhiêu tấn 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 kim cương như vậy nhưng mà bởi vì nó giữ hết nó gọi là nó quản lý cái thị trường đó và nó chỉ đẩy bao nhiêu chút 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 một phần nhập trăm nhỏ nhỏ vô trong hệ thống thôi trên toàn cầu bởi vậy giá kim cương nó giữ cái giá nó <laughs> thì đó là một cái gọi là một cái market được quản lý được chỉnh sửa do thiệt sự kim cương trên thế giới này á nó còn dễ tìm ra rất là dễ để tìm ra nhưng mà người ta thu gom hết và người ta chỉ đẩy một chút nhỏ 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 vào hệ thống thôi bởi vì vậy giá nó có nó có giá trị cái người mà đang quản lý cái thị trường kim cương ngay bây giờ người ta đã đi học học về lịch sử cái giá trị là gì đồng tiền là gì tài sản là gì ok đi lại chút xíu thì những cái thứ này người ta mất giá trị lúc mà nó đẩy vô hệ thống quá nhiều cái sự hiếm của nó nó nói lên giá trị càng hiếm thì càng có giá trị thì cho những người nào không biết Vừa rồi như vậy Vừa rồi như vậy á, là cái phần trăm Bitcoin được đào ra mỗi ngày Từ 900, phần, 900 đồng Bitcoin Giảm xuống Ok, rưỡi mỗi ngày Từ 900 giảm xuống rưỡi Và chuẩn bị tới đây Cứ 4 năm như vậy nó tiếp tục giảm thêm Từ rưỡi nó sẽ rớt xuống thành 225 Bitcoin mỗi ngày và cái sự giảm mình không nói đi sâu xa Vừa rồi sự giảm từ 900 xuống 400 rưỡi mỗi ngày Cái phần trăm Bitcoin được đã tạo ra Mỗi ngày như vậy, mỗi năm như vậy Nó đã hiếm hơn cái thứ gì? Nó đã hiếm hơn vàng, 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 vàng Đeo tay khoe của Và vàng đeo tay khoe của như vậy Được so sánh là tài sản Trong bao nhiêu ngàn năm vừa rồi bởi vì nó hiếm để tạo ra, nó rất khó để tìm được. Rất khó để tìm được. Nhưng Bitcoin vừa rồi, cái sự hiếm của Bitcoin, tìm được lấy ra làm ra được Bitcoin á, nó còn hiếm hơn vàng nữa. Nó còn hiếm hơn vàng nữa. Nhớ là cái sự hiếm nó đi ngang với giá trị. Càng hiếm thì càng có giá trị, càng hiếm Càng khó để lấy được nó Thì càng có giá trị Và vừa rồi như vậy Cái thứ mà hiếm nhất trong lịch Trong trái đất này bây giờ Để tìm, để đào ra được, để tìm ra được Là Bitcoin Thì bởi vì vậy mình suy nghĩ chắc chắn một triệu phần trăm Là tương lai tới đây Bitcoin sẽ vượt qua vàng Cũng giống như Bạc vượt qua uh, cái hòn đá này, hòn đá nọ Bạc trước đây vượt qua cái hạt này, hạt nọ ở châu Phi Vàng vượt qua bạc bởi vì nó hiếm hơn Nó hiếm để tìm ra được hơn Vàng nó vượt qua bạc Bởi vì gọi là cái số lượng mà tìm ra bạc mà đẩy vô hệ thống á Cái phần trăm nó cao hơn vàng Cái phần trăm vàng bỏ vô hệ thống mỗi năm như vậy trên toàn cầu nó ít hơn bạc bởi vì vậy nó có nhiều giá trị hơn thì ngay bây giờ là bitcoin cái phần trăm mà bỏ vô hệ thống trên toàn cầu như vậy nó vẫn nó ít hơn ít hơn ít hơn ít hơn ngay bây giờ nó ít hơn vàng nữa đeo tay khoa cổ thì nó nói lên câu chuyện bitcoin cái market cap của bitcoin sẽ vượt qua vàng bởi vì nó là cái thứ hiếm nhất trong lịch sử ngay bây giờ để đào được tìm ra được đào ra được thế nào là vậy thì đó là sự lịch sử ngắn gọn nhất của đồng tiền là gì lúc nó hiếm thì nó có giá trị bao nhiêu thứ đó là thay thế nhau lúc nó không hiếm nữa nó mất giá trị Và một tài sản hiếm hơn nó Thay thế nó Và nó như vậy nó chồng chất lên nhau Trong bao nhiêu ngàn năm vừa rồi Cái hiếm nhất là cái Được dán giá trị vô cho nó Mà vừa rồi như vậy Bitcoin BTC Nó đã được giảm 50% Và cái phần trăm nó được đào ra Để bỏ vô hệ thống nó còn ít hơn vàng nữa. Nếu mà lịch sử lặp đi lặp lại, cũng giống như bao nhiêu ngàn năm lịch sử vừa rồi, thì Bitcoin sẽ thay thế vàng là tài sản được dán nhiều giá trị nhất trong lịch sử loài người và những trăm năm và những ngàn năm tới đây. Bitcoin cũng so sánh nó cũng giống như là đồng tiền đô la vừa rồi. Có thể so sánh cũng giống như so sánh cũng giống như vàng đầu tiêu khoe cũ vừa rồi. Bitcoin là cái cái thứ có giá trị nhiều nhất. Và mình nghĩ cái câu chuyện đó nó sẽ tiếp tục xảy ra. Những trăm năm, những ngàn năm tới đây tới khi một thứ khác hiếm hiếm để đào ra thay thế nó lúc mà bitcoin không hiếm nữa rồi nhưng nhớ bitcoin nó chỉ có 21 triệu đồng mà. 8 tỷ người thì mình nghĩ là bitcoin là là một cái tài sản để thế kết thúc cái câu chuyện tài sản là gì? Mình nghĩ là bao nhiêu ngàn năm vừa rồi. Chỉ là một sự thí nghiệm. Đồng tiền là gì? Đồng tiền là gì? Nhưng Bitcoin nó là tài sản sẽ kết thúc câu chuyện, có nghĩa là không có một tài sản mới nữa. Nó là tài sản vĩnh viễn và mãi mãi. Con người sẽ chọn nó và nắm giữ nó và sử dụng nó những trăm năm, những ngàn năm tới đây. Tới khi trái đất mình kết thúc. Rằng mà cũng đã biết kết thúc mình. Trái đất mình sẽ kết thúc trong những ngàn năm tới đây. Những trăm năm tới đây. Những ngàn năm tới đây. Tại sao như vậy? À, mình quay lại một chút xíu nha những trăm năm tới đây thôi chứ không tới những ngàn năm. Những trăm năm tới đây thôi chứ không phải những ngàn năm. Bởi vì con người, con người không sống hòa bình được với nhau. Trái đất chỉ là một hạt cát trong vũ trụ so sánh với vũ trụ. Nhưng riêng hạt cát này, những cái con vật những cái con người trong trái đất này không sống hòa bình được với nhau. Bởi vì vậy, nó sẽ tổn thương trái đất này. Và bởi vì vậy, những trăm năm tới đây là trái đất không có thể sử dụng được nữa. Mình tin tưởng tới điều đó. Nếu những con người trên trái đất này tiếp tục làm những cái thứ họ đang làm. Thế nào là vậy? Nhưng đó là một câu chuyện khác để kể cái câu chuyện cần kể Ngồi mũi mình đang nghe Thì cũng đã kể xong Tại sao đồng tiền nó có giá trị? Bởi vì nó hiếm được đào ra Thì Mình cầu mong Là cái câu chuyện vừa rồi mình mất bao nhiêu thời gian để kể cho bạn Nó thấm Nó khởi 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 dậy, làm thức dậy cái sự tò mò của bạn Để bạn học về Bitcoin Rõ right. ràng bạn có thể lên tiên Academy để coi những cái video mình làm ra những cái phát trực tuyến. 4 năm rưỡi mình thâu âm, mình đẩy lên trên mạng. Những kiến thức mình học được đã được lan tỏa trên đó. Thì để bằng thức nhất bằng tỉnh giấc để ra một cái quyết định. Có nên nắm giữ một chút xíu hay không? Trước khi tiền đô la sụp đổ vàng đeo tay mất giá. Nhớ, những cái người mà nắm giữ những tài sản cũ cũng giống như những hòn đá trên hòn đảo đó. Người ta nắm giữ như vậy, nắm giữ, nắm giữ, nắm giữ, nắm giữ, nắm giữ. Rồi sau đó là những hòn đá đó nó mất giá trị, nó không còn một giá trị gì nữa. Thì bao nhiêu công lao, tài sản, bao nhiêu sức lực để tìm, để, để 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 để, để mua được những hòn đá này, tiết kiệm nó Tài sản của người ta mất trắng qua một đêm như vậy Thì đừng lễ Đồng đô la một ngày nào đó nó sẽ mất trắng Thì bao nhiêu Bao nhiêu công lao bao nhiêu năm Bạn để cố gắng để tìm ra được cái đồng tiền đô la này Và nó mất trắng như vậy Những cái người giữ những hòn đảo đó Hòn đá đó trước đây Tới cái ngày nó sập Thì họ là những người giàu và chỉ qua một đêm như vậy Họ trở thành những người nghèo Thì nếu bạn nắm giữ tiền đô la Bạn nắm giữ vàng đeo tay qua cũ Thì trong tương lai tới đây Chỉ qua một ngày thôi Lúc mà nó sập Rõ ràng nó sẽ sập từ từ Nhưng mà bạn không để ý nó Bạn không biết đâu Đúng không? Thì vàng đeo tay khoe cũ nhất là cái đồng tiền đô la nó sẽ sập trước, còn vàng đeo tay khoai củ thì nó vẫn còn giá trị và nó chỉ có lên 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 như vậy thôi, nó lên 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 lên, lên tới khi BTC thay thế nó. Đừng để mình khuyên bạn không nên nắm giữ đồng tiền đô la, mình khuyên bạn không nên nắm giữ vàng đeo tay khoai củ, bởi vì cái tài sản hiếm nhất trong lịch sử loài người Hiếm nhất trong lịch sử loài người Đang có mặt ở đây Và cái sự thay thế Những tài sản trước đây Thì nó đang được xảy ra Trước mắt bạn Xin chào